Chào anh chị cô chú, và hôm nay em có giới thiệu đến anh chị cô chú một số cây ngọc điểm Thái đang nở hoa rất là đẹp. Ngọc điểm Thái thì rất là nhiều màu đặc sắc, như là màu cam lửa, màu đỏ đốm. Đỏ đốm thì rất là nhiều đỏ đốm, điểm nó khác nhau và màu sắc đỏ nó cũng khác nhau nữa. Và ngọc điểm trắng ha, đây là cây ngọc điểm trắng này. Ngọc điểm trắng nếu mình trồng tốt thì vòi hoa rất là dài. Và trong 1-2 năm gần đây thì nó có xuất hiện thêm là màu hồng cánh sen hay là màu vàng. Đây là cây đỏ sắc pháo, rất là đẹp. Vì ngọc điểm rừng thì nó thường là một màu trắng tím, có cây đột biến thì là cây màu trắng. Nhưng mà ngọc điểm Thái thì người ta lai được rất là nhiều cây khác nhau, cho ra những mặt hoa khác nhau, màu nhiều hơn nữa. Mỗi năm nó sẽ ra được nhiều màu khác nhau. Và em sẽ nhìn hình nói tên màu sắc với anh chị ha. Như đây là cây hồng, cây này là cây bò sữa đây. Em thích cái màu này tại vì cái lưỡi của nó màu đỏ bọt đô và cái cánh nó màu trắng, rất là đẹp. Nếu ngọc điểm mà mình trồng á không bị rụng lá chân thì một cây ngọc điểm nó hoàn thiện từ lá chân đến lá ngọn, và nhiều vòi hoa thì rất là đẹp. Và giá trị của nó nằm ở chỗ là không bị hư cái lá nào hết, rất là nhiều màu đặc sắc đúng không? Màu trắng, màu hồng, màu cam, màu vàng, có cả màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu đỏ đốm. Và anh chị xem nhớ đăng ký giùm em kênh nhé. Đây là cây ngọc điểm cam lửa. Và anh chị thấy không, không hư một lá chân nào hết. Chắc khí hậu ở vườn rất là tốt cho nên nó không bị hư lá chân. Và cái chế độ chăm sóc, phân bón và trị bệnh làm cho cây ngọc điểm có được bộ lá từ gốc đến ngọn. Cây này là cây cam lửa này, vòi hoa rất là nhiều luôn, chi chít vòi bông. Cam lửa thì màu của nó rất là đặc sắc, hồng cánh sen. Có nhiều loại dạng lá khác nhau như lá mít hay lá kiếm, lá dài, rất là nhiều, để cho những cái mẫu bông khác nhau cho nên người ta mới lai tạo ra được những cây ngọc điểm có bộ lá khác nhau. Có cả ngọc điểm lai bò cạp hay là rất là nhiều cây lai, rất là nhiều cây khác nhau với Vanda. Ngọc điểm Thái bò sữa. Bò sữa thì được rất là nhiều người yêu thích tại vì nó có màu trắng và màu đỏ. Đây là đỏ đốm, đỏ đốm. Ngọc điểm Thái thì nó cũng có giá trị tùy theo cây. Nếu mà cái điểm của nó đẹp thì người ta sẽ yêu thích hơn. Đây là hồng cánh sen. Hồng cánh sen thì được 1-2 năm nay người ta làm ra được cây hồng cánh sen, và giá trị của nó hiện tại thì gấp 3 lần ngọc điểm Thái bình thường. Ví dụ như anh chị mua một cây con ngọc điểm hồng cánh sen thì nó là 50, còn ngọc điểm thường thì nó tầm 20 mấy ngàn, còn cây lớn thì nó từ 500 đến 1 triệu, mà cây ngọc điểm Thái thường thì nó chỉ tầm 200 ngàn thôi. Và wow, đây là cây ngọc điểm giống cái hàng rừng, nhưng mà hàng Thái thì cái lưỡi nó đỏ hơn. Đây là bò sữa. À, chụp ban đêm thì cái màu của nó sẽ là màu tím như vậy nha anh chị. Chụp ban ngày chắc là nó màu đỏ hơn, chứ không phải màu đen đen là vậy đâu. Cái dạng lá này thì không phải là lá mít. Lá mít thì nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái bản lá nó sẽ to, to có khi to hơn cả gói thuốc mình hút. Đây là ngọc điểm trắng này, trắng lá mít. Đó, lá mít anh chị thấy không? Lá của nó rất là to. Và nếu 2 năm trước người ta nói là ngọc điểm vàng thì không tin, nhưng bây giờ người ta đã có được cây ngọc điểm vàng. Bông vàng anh chị vừa xem đó, đây là cây cam lửa. Cam lửa thì giá trị của nó bình thường thôi, nhưng mà cái màu sắc của nó rất là rực rỡ và vòi hoa của nó dài và sai bông ha. Cam lửa thì rất là đẹp. Đây, đây cái cánh, nếu cái năm cái cánh này trắng hết và cái lưỡi của nó bọc đôi như vậy thì rất là giá trị nha, nhưng mà cái cánh đó nó màu chấm chấm thì người ta lại bình thường. Màu này thì giống màu rừng nhưng mà lưỡi nó đậm hơn, điểm cũng trắng. Ngọc điểm Thái thì khác ngọc điểm rừng á, ở chỗ là cái vòi hoa của nó ngắn và cái cánh bông của nó là cánh mai, và lá của nó có sọc nhiều hơn là ngọc điểm rừng. Ngọc điểm trắng Thái và lá mít ha, lá mít rất là đẹp.
người ta trồng chăm sóc tốt thì cái lá chân của nó không bị rớt, thì nhìn một cây ngọc điểm hoàn thiện từ gốc lên tới ngọn và bộ lá của nó không bị hư một lá nào hết thì nhìn nó rất là đẹp. Nếu trồng tốt thì nó sẽ cho sai hoa hơn. Mỗi năm thì mình trồng nó sẽ lên những cặp lá tiếp theo và càng lâu năm thì sẽ càng to. To thì sẽ nhiều hoa. Wow, cây này em thích nè. Nhìn cái lưỡi của nó màu bọc đô rất là đẹp. Và cái điểm của nó, hên là nó chỉ có bị một điểm thôi, nó đừng có cái điểm đó nữa thì rất là tuyệt vời. Nếu mà năm cánh trắng, lưỡi bọc đô, ví dụ như là năm cánh trắng, lưỡi blue. Còn cây này cây vàng nè, ngọc điểm vàng ha, rất là đẹp, em cũng thích màu vàng. Ồ, tự nhiên ở đâu ra lọt vào cây kiếm. À, ngọc điểm mà đang lọt vào một hình cây kiếm. Đây, ngọc điểm vàng ha, nhìn màu vàng. Nhưng mà em chưa thấy ở Việt Nam mình có ngọc điểm vàng này nhiều. Chỉ có màu đỏ hoặc là màu trắng hay là màu đỏ đốm nhiều thôi. Cam lửa nhiều, nhưng màu vàng này hơi còn khá hiếm. Khá hiếm với những nhà vườn ở Việt Nam mình. Màu vàng nhạt nhạt, nhìn rất là hay ha. Wow, trồng nó tốt thì cái chuỗi bông của nó sẽ đạt hơn. Màu trắng, em vẫn thích màu trắng tại vì nhìn nó trắng hết và rất là đẹp. Nhìn cái màu trắng nó trắng như bông tuyết vậy đó. Trắng và trắng toàn bộ cả vòi hoa và cánh hoa. Trắng và cái lá nó màu xanh thì nhìn nó rất là nổi bật lên cây màu trắng như vậy.